Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình có nhận được một chiếc hộp điện thoại nhé, của một cậu em ở trong thành phố Huế và đã gửi ra cho mình. Và cậu em ấy có nhờ Triệu Phú TV coi như là thay pin cho em nó nhé. Đây là mình sẽ bóc ra, thấy em nó bảo là chiếc Xiaomi Note 1X mà. Đây, mình sẽ bóc ra. Đây, trong đây thì không có gì, và đây thì có hai cái túi chống sốc thôi nhé. Bỏ chui rất cẩn thận. Và đây mình đã bỏ vào. Vâng, chuẩn các bạn nhé. Đây là chiếc Xiaomi Note 1X này. Và em cậu em ấy có nhờ mình là thay pin cho em ấy. Và bây giờ mình sẽ bật nguồn lên xem pin của... Thấy cậu cũ em bảo là pin của em kém hay sập nguồn. Và mình sẽ thay cho các bạn. Mình sẽ làm video thay cho các bạn xem luôn nhé. Mình sẽ chọc cái sim cho các bạn nhé. Cậu em ấy gửi cả sim luôn này. Tí nữa mình lại mà làm mất sim thì lại khổ. Bật nguồn Mi Note 1X này thì theo mình thấy thì đánh giá thì dùng rất ok đấy các bạn nhé. Dùng rất sướng. Đây có mật khẩu đây. Và mình thì cậu ấy không thấy nói gì đến mật khẩu. Nhưng mà mình thôi chứ mình không quan tâm. Không quan tâm đến mật khẩu chứ lắm, để mình thay pin thôi. Mình đầu tiên mình sẽ tháo cái sim ra. Và mình sẽ lách từ cái sim vào. Lách tay vào các bạn nhé. Đây mình làm clip này cho các bạn mà thích vọc vạch thay pin thay bọt thì các bạn cứ vọc vạch nhé. Nói chung là cái gì làm được thì các bạn cứ làm. Và các bạn muốn nhờ mình, bên mình cũng có mua linh kiện cho các bạn nhé. Các bạn có nhờ mình mua linh kiện hay là đồ sửa chữa thay thế thì bên mình cũng có đủ hết nha các bạn. Các bạn cứ comment mình hoặc là tư vấn mua bán điện thoại cũ thì các bạn có thể là một là các bạn alo cho mình hoặc inbox cho mình qua Zalo hoặc là Facebook. Đấy, link Facebook Zalo mình sẽ chèn bên dưới cho các bạn. Zalo thì các bạn chỉ kết số điện thoại thôi. Đấy, không có gì khó. Vâng các bạn ạ, cậy ra đau hết cả tay. Vâng, đây là mình thế mình đã cậy ra chiếc đây là nắp. Nắp nhựa nhôm ấy nhá. Và đây là quả pin. Quả pin này theo mình xin sơ cua thì cũng vẻ chai rồi, mà quả pin này hình như là thay rồi. Pin zin theo máy nó sẽ có cái siêu ở đây các bạn nhé. Có cái siêu ở đây này. Và hình như là pin này pin thay rồi. Và mình sẽ cậy ra cho các bạn. Mình thiết bị nhỏ này cậy ra. Vâng, thay rồi nhé. Đây pin này thay rồi. Và đây thì mình đã có mua một quả pin sẵn đây rồi. Đây là Mi Note 1X đấy. Thì các bạn chỉ việc đặt vào đây và vít vào đây là xong. Đấy, các bạn thì lần các bạn cũng có thể muốn tự vọc vạch điện thoại cho các bạn có thể là mua pin về tự thay, tháo ra tự thay. Nhưng các bạn tháo ra cái pin gốc theo máy đấy, các bạn phải để ý, lưu ý chứ. Lưu ý pin là rất chắc rồi. Đây là mình sẽ cho tí keo vào. Đây và mình sẽ cho cái keo vào. Bôi một ít keo vào đây. Cho pin được gia cố rất chặt chẽ. Cho ít thôi các bạn nhé. Không phải cho nhiều các mai sau bạn sau cậy ra vỡ bồn. Chỉ các bạn chỉ cho hai bên này thôi. Đấy, xong rồi. Cho cái pin là đặt xuống. Và hôm nay thì mình đang hơi ồn một chút các bạn ạ. Nhiều khi mình không trả lời tin nhắn kịp thì các bạn thông cảm nhé. Mà nhiều khi mình còn phải sửa máy cho khách. Mình thấy cái chân pin này rất oi. Thiết kế không được chắc chắn được lắm. Và mình sẽ dán một cái băng dính vào đây. Và mình sẽ dán một cái băng dính đây để gia cố như là pin nó chắc chắn không lúc.
Để mình sẽ ra cố đi là ra cố ít bằng dính ở đây để cho giữ chắc chắn. Và công việc còn lại thì các bạn chỉ nắp cái nắp này vào thôi nhé. Đơn giản. Mình thấy không gì mà nên quan trọng của bác bọn của bác có bị mua linh kiện ở đâu không thôi đấy. Đấy. Và mình sẽ từ khởi động nguồn lên. Mình sẽ lắp cái sim và cho vào dài nó luôn. Đây ạ. Thiết bị đang lên nguồn. Ui. Chết, cam mình đang bị